Vâng, hôm nay Boombox Audio lại lên sóng và giới thiệu một cặp loa rất là nổi tiếng. Một cặp loa rất tốn rất 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 nhiều giấy mực của anh em Audiophile. Đó là cặp loa Boxer Model 520. Một cặp loa Buxel rất là hay. Và giá thì rất là hợp lý. Giới thiệu sơ qua, nó sở hữu loa có hình hai đường tiếng với một bát 14 cân cao su, màng trong vắt này và một tép đom titan. Sở hữu loa lỗ thông hơi phía trước. Cặp loa này chắc em cũng không review nhiều. Cặp này đời hai cầu anh chị em nhé, rất là đẹp. Từ chất âm em nó thì rất là hay trong cái tầm tiền và cũng được rất là nhiều anh em rất nhiều anh chị em đánh giá rất là cao tập hòa. Mình đang bằng đầy đủ vô cờ rất là hay. Nó vẫn còn ủng hộ với cặp loa Boxer còn đời hai cầu rất là hay và nổi tiếng này, và còn rất là đẹp, còn đầy đủ thùng xốp. Thì bên shop em bán ra với cái giá là 6.500.000. Những cặp này rất nhiều anh em chơi mà cũng nâng cấp bán ra giá nó cũng rất là hợp lý, 5.500.000, 6 triệu gì đấy. Đấy là người chơi bán nâng cấp. Còn bên em thì nói luôn là nó còn rất là đẹp và cũng còn đầy đủ hộp shop. Vẫn còn đầy đủ hộp shop. Bên em bán ra với cái giá là 6.500.000. Và để tiếp theo thì em sẽ làm cái bản test dòng nhạc thể loại acoustic, sau đó làm tí nhạc vàng. Mời anh em chị em ta cùng thưởng thức nhạc. Bài nhạc rất quen thuộc. Biển tươi thắm trong giấc mơ đong đầy, lúc yêu hãy yêu cho thật nhiều, trong giấc gọi đời hồn nhiên, tình đôi ta xanh như cơn sóng, biển xa vắng trong những đêm mong chờ, phố xưa với trăm ngọn đèn vàng, là hoa rơi muộn màng, chiều nay trên ngõ nhớ anh cơn mộng đam mê buốt giá thời gian. Yêu làm chi mà em yêu thật chẳng chê, những khi thiếu anh thật hoang vắng. Chiều nay giữa bóng đêm nghe hồn đi hoang, trái tim dù tình nhân gian khúc hát tình lang, câu tình yêu rồi đây có khi nhạt phai. Trời mưa xuống em mắt môi yêu phiền, sóng xô có con thuyền vội vàng lướt đi trong hồng hoa. Biển tươi thắm trong giấc mơ đong đầy, lúc yêu hãy yêu cho thật nhiều, trong giấc gọi đời hồn nhiên, tình đôi
bên xa vắng trong những đêm mong chờ, phố xưa với trăm ngọn đèn vàng, lá hoa rơi muộn màng. Chiều nay có tiếng mưa rơi chiều trên ngõ, nhớ anh cơn mộng đam mê vút xa thời gian. Yêu làm chi ngờ em yêu thật tràn trề, những khi thiếu anh thật hoang vắng. Chiều nay giữa bóng đêm nghe hồn đi hoang, trái tim dù tình nhân gian khúc hát tình lang. Câu tình yêu sẽ có lúc nghe nhạt phai, tình đôi ta xanh như cơn sóng. Trời mưa xuống nghe mắt môi yêu phiền, sóng xô có con thuyền vội vàng lướt đi trong hồng hoang. Chơi sưu tầm trong cái phòng từ 20m2 trở về thì cặp này không có gì để tả, quá hay ở trong cái tầm giá 6.500.000 cho 10 anh chị em. Nghe tiếp các bạn nhập vàng. Tình nghĩa đôi mình chi thế thôi sao, gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao. Rất là đẹp. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, tối sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kim tiền chia cắt đôi ta, bạc trắng đưa hồng níu đời thêm xa. Đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm theo hoa, đớn đau này muôn kiếp không nhỏ. Một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe trăm năm biết có duyên gì, gian truân nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước xa rời muôn kiếp ly ta, một cánh thiết hồng mười hai bên nước thênh thang. Từ đây đôi néo quang sang, khóc cho đời bạc trắng chẳng được gần nhau. Cuộc
dòng kim tiền chia cắt đôi ta. Bạc trắng lửa hồng níu đời thêm xa. Đường anh thương gió bao la, đường em thêm gấm thêu hoa. Đớn đau này muôn kiếp không nhỏ. Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mối hận, nhìn theo một chiếc xe hoa. Chôn nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi. Một bước ta rời muôn kiếp ly tan, một cánh thiệp hồng tím người xa ngang. Mười hai bên nước thênh thang, từ đây đôi néo quang sang. Cốc cho đời bạc trắng mười hai bên nước thanh thang, từ đây đôi néo quang sang. Khóc cho đời bạc trắng lứa hồng mười hai bên nước thanh thang, từ đây đôi néo quang sang. Khóc cho đời bạc trắng căng còn rất là đẹp thành lập ngã ngu sơ gì rất là nổi tiếng trên thế giới, còn một trong những dòng loa u sơ rất là đắt, búc xe u sơ rất là đắt, còn cặp mà vài chục triệu, còn cặp hàng trăm triệu. Đây là cặp dòng loa búc xe bình dân của hãng u sơ, còn rất là đẹp, vẫn còn thùng và xốp đựng loa nên thành ra là rất là ok. Anh chị em có nhu cầu có thể alo cho em số 0904997890 với một cặp loa tuyệt đẹp như này, đời hai cầu này, thì bên shop em bán ra với giá là 6.500.000. Cặp loa này thì anh em có thể để lên cái chân nó cao thì nghe nó hay hơn, tiếng nó thoát hơn, nó rộng rãi hơn, nghe có lực hơn. Bây giờ em để ở dưới đất nên bát nó đánh cứ là dưới đất, nghe nó không hay. Để lên chân cao, chân lên kệ. Là còn em đang ghép với đầu đọc Soli X35ES cũng còn rất là đẹp. Anh chị em nào có nhu cầu cái đầu CD thì em bán ra với cái giá là 8.500.000. Tuyệt vời luôn. Anh chị em có nhu cầu alo cho em theo số 0904997890. Vâng, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị em trong cái clip gần đây nhất.